Đây là hình ảnh đầu giờ sáng tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành. Mặc dù trước cổng trường có lề đường khá rộng cùng với nhiều cây xanh với không gian thoáng mát, thế nhưng từ nhiều năm nay, trước cổng trường không xuất hiện tình trạng bán hàng rong, quà vặt. Những món ăn vặt không có rõ nguồn gốc xuất xứ, mất vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chính bản thân học sinh chúng em. Nên là chúng em cần được hạn chế một cách tối đa việc sử dụng quà vặt cổng trường. Để có được kết quả này và được duy trì trong những năm học qua, nhà trường luôn chú trọng việc giáo dục nhắc nhở, thông tin về tác hại không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc của hàng rong đến với từng học sinh, phổ biến đến phụ huynh. Mặt khác, thường xuyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường để nhờ hỗ trợ về việc dẹp hàng rong trước cổng trường, hỗ trợ an ninh trật tự. Tăm cay hay là những món đồ ăn ngoài cổng trường thì nó có một giống như là có một sức hút rất là đặc biệt đối với các bạn học sinh, bởi vì nó vừa rẻ mà còn rất là hấp dẫn. Trước đây em cũng đã từng ăn nó và cảm thấy nó cũng rất ngon. Nhưng mà sau khi được nhà trường quan tâm cũng như bố mẹ nhắc nhở về tác hại của nó đối với bản thân thì em quyết định là sẽ không ăn, bởi vì nó không đảm bảo cho sức khỏe của mình. Nhà trường thường xuyên nhắc nhở đối với học sinh thông qua các cái buổi chào cờ cũng như là lồng ghép trong các cái buổi sinh hoạt và trong các bộ môn, trong những cái tình huống cụ thể để học sinh thực sự là có ý thức và hiểu được bản chất của vấn đề, chứ không phải là ép buộc học sinh phải thực hiện cái điều đó. Và bên cạnh đó thì để tuyên truyền lớn hơn và rộng hơn thì nhà trường có viết các cái bài viết ở trên fanpage của nhà trường cũng như là phối kết hợp với công an phường và trên các kênh ví dụ như là Zalo, phối hợp với cả phụ huynh học sinh để nhắc nhở và đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Như vậy, để đảm bảo sức khỏe của các em học sinh, xóa trắng những quán hàng rong trước cổng trường học cần có sự vào cuộc chung tay của nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương. Và quan trọng hơn là cần giáo dục, hướng dẫn để các em hiểu rõ tác hại của các loại đồ ăn này, cũng như kỹ năng giúp các em phân biệt được những thực phẩm an toàn và không an toàn để tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình.